trời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang mơ, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng nữa, vì kiếp người sẽ xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Trong video clip này thì hiện tại cửa hàng tôi đang test cho anh em một chiếc cục đẩy bãi nhé. Đây là dòng đẩy bãi 4 kênh và đẩy bãi của Famoso nhé, Famoso hàng cực kỳ đẹp nhé. Cái mã sản xuất phẩm của nó là sẽ là 7406 nhé. Dòng này sử dụng mạch Clay này anh em này, mạch Clay là một trong những mạch tiếng rất là hay nhé. Đấy. Thì với phân khúc con này thì anh em có thể sử dụng để đánh những cái dòng loa hay là những cái thiết bị loa vang súp nhá, loa lời, loa súp hoặc là loa full. Đấy, một con đẩy 600W trên một kênh với công suất của những cái dòng mạch Class I này nó công suất rất là chuẩn các bác nhá. Các bác sử dụng mà cái 600W nó sẽ đánh được những cái dòng côn 100 đấy. Đấy, con này thì hiện tại thì cửa hàng đang có lô hàng rất là đẹp về cho anh em. Nếu anh em đang cần những cái mẫu này thì anh em có thể tham khảo trên video clip này nhé. Thì giá thành con này sẽ là 7.800.000 nhé, giá này rất là ok rồi, hàng thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, mã 7406 nhé, Famoso. Hiện tại thì cửa hàng về hai mã cho anh em, mã Sotanda nó sẽ là 4006 và mã Famoso nó sẽ là 7406 nhé. Hàng bao đẹp và bao chất cho anh em luôn, từ những cái sản phẩm, những cái linh kiện bề ngoài là cái nội thất bên trong thì sẽ có những cái sản phẩm hàng đẹp cho anh em cập nhật thường xuyên. Vì vậy anh em cứ đăng ký kênh nhé, rất là nhiều các sản phẩm để anh em có thể tham khảo nhé. Con này thì hình thức thì bề ngoài nó là một cái mặt phay nhôm này, nó có một cái viền mặt phay nhôm và trên cái táp lô của nó thì nó sẽ ghi cái thương hiệu của Famoso và cái mã sản phẩm của nó. Ngoài ra thì nó có 4 cái volume tinh chỉnh cho 4 kênh và cái núm này đều là núm nhôm hết nhé các bác nhé, anh em nhé. Đấy, thì kênh 1 này các bạn, anh em thấy là đèn kênh 1 và đèn kênh 2 nó đều có đèn panel. Ví dụ đèn panel thì nó sẽ về bên vàng bên này, bên phải này, chữ pa này. Và đèn bridge nó sẽ hiện bên trái này. Ví dụ các bác gạt panel này thì nó sẽ đèn bên phải, gạt bridge thì nó sẽ đèn bên trái, còn gạt shifter thì không có đèn ở đây nhá. Tương tự ở kênh 3 và kênh 4 cũng vậy các nhá. Đấy, kênh 3 kênh 4 vậy. Ví dụ muốn đánh panel thì anh em gạt ở kênh 1 và kênh 3 gạt panel. Đấy, đèn pa nó hiện này. Thì anh em sẽ đánh được kênh 2 và kênh 4 cũng như là chập kênh cũng vậy nhé. Chập kênh cũng vậy, hàng cực kỳ đẹp. Đấy, nội thất đây, anh em xem nội thất nhé. Đầu tiên thì nó sử dụng một cái nguồn biến áp đây, rất là lớn. Hàng Famoso Sonda thì hàng cực kỳ đẹp. Nội thất từ phần linh kiện này, từ phần dây rắc này, từ phần tụ này. Tụ phẳng đét luôn, con này tụ phẳng đét luôn, tụ 200V hết nhé. Đấy, hàng thì bao đẹp, bao chất cho anh em. Nếu anh em mà cần thì anh em có thể tham khảo luôn. Cái hàng này anh em sử dụng rất là uy tín, cũng như là chất nhạc của nó đưa ra các giải rất là sâu sắc luôn. Từ những cái dây rắc nó đi này anh em này, đấy, đi rất cẩn thận, nó ghim lẫy hết này. Đấy, từ những cái tín hiệu đổ vào này, cái này vẫn đỏ chót này. Đấy, dây nguồn, dây nước này, quạt êm nhé anh em nhé, hàng đẹp. Đấy, đây anh em thấy là nó sẽ vào 4 đường này, 1, 2, 3, 4 đường đây. Đấy, và 4 đường giao loa, đấy, pha một sâu này, bốn đường ra loa, có chế độ đánh chập kênh và rai đây, đầy đủ hết nhé, đầy đủ hết, hai kênh đều đủ hết đây,
đây cũng chụp kênh vừa rồi. Đấy, đầy đủ hết. Ok, thì giá thành của nó sẽ là 7.800.000 các bác nhé. Các cùng anh em tham khảo có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855 89, hàng cực kỳ chất cho các bác cùng anh em để lựa chọn những cái sản phẩm trước khi mua hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.